Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải sinh vào ngày 29 tháng 4 năm 1973 là đạo diễn người Việt Nam và là nhà sản xuất các dự án phim của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, trước đây là hãng phim Truyền hình Việt Nam. Trong đó, anh có tham gia làm đạo diễn, viết kịch bản và chỉ đạo sản xuất cho các chương trình hài kịch như Gặp Nhau Cuối Tuần, Thư Giãn Cuối Tuần, là tổng đạo diễn và chịu trách nhiệm sản xuất các chương trình Gặp Nhau Cuối Năm, Chào VTV, New Year Concert. Hiện nay, anh là phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam kiêm giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam, VFC. Đỗ Thanh Hải tốt nghiệp thủ khoa Đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh năm 1996, tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh truyền hình năm 2010, từng học tập và đào tạo chuyên môn về ngành truyền hình tại Cộng hòa Liên bang Đức vào năm 2008. Anh là người có chuyên môn giỏi, được đào tạo bài bản cả trong và ngoài nước về lĩnh vực điện ảnh truyền hình. Nhiều tác phẩm do anh làm đạo diễn đã gây ấn tượng đối với công chúng và được đông đảo cộng đồng đánh giá cao về tài năng, kinh nghiệm quản lý. Về đời sống riêng tư bí ẩn của ông trùm táo quân Đỗ Thanh Hải, không chỉ là một đạo diễn tài hoa, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Thanh Hải còn là một nhà quản lý được đồng nghiệp nể phục. Sự thành công nhưng cuộc sống riêng tư của đạo diễn Đỗ Thanh Hải luôn là ẩn số đối với khán giả. Năm 2020 có thể nói là một năm thăng hoa trong sự nghiệp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Anh được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Đây không chỉ là niềm vui riêng của ông trùm táo quân, còn là nguồn động viên tinh thần cho những ai đã ủng hộ vị đạo diễn tuổi sửu này. Trước khi có được sự thành công như ngày hôm nay, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã đạt được những thành tích khá tốt từ khi còn trẻ. Anh là người có chuyên môn giỏi, được đào tạo bài bản. Cả trong và ngoài nước, nhiều tác phẩm do anh làm đạo diễn đã gây dấu ấn đối với công chúng. Ngoài cương vị Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, anh còn được mệnh danh là ông trùm của chương trình Táo Quân cũng như những bộ phim truyền hình để đời như Qua Đề Danh, Xin Hãy Tin Em, Phía Trước Là Bầu Trời và chỉ đạo sản xuất rất nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng gây sốt níu chân được khán giả Việt trong suốt thời gian qua. Suốt những năm tháng cống hiến với nghệ thuật của mình, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã giành được rất nhiều giải thưởng. Giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2006, giải Cánh Diều Vàng phim truyện video xuất sắc nhất năm 2006, giải Cánh Diều Bạc phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất năm 2001, hai huy chương vàng phim truyền hình liên hoan truyền hình năm 2000 và năm 2006. Quyền lực nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp, nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải lại rất kín tiếng trong đời tư. Trên trang cá nhân, đạo diễn Đỗ Thanh Hải luôn tích cực chia sẻ thông tin về dự án phim, nhưng về gia đình thì đạo diễn hoàn toàn không tiết lộ. Tuy nhiên, với khán giả thế hệ 7X, 8X, ai cũng biết đạo diễn Đỗ Thanh Hải và MC Đặng Châu Anh là vợ chồng, họ quen biết nhau từ thời sinh viên. Nhân dịp lớp Châu Anh tổ chức đi chơi đầu xuân ở Chùa Hương, Đỗ Thanh Hải là bạn học của nhạc sĩ Xuân Phương nên đã được đi cùng. Sau đó thì cả hai đã chính thức quen nhau và bắt đầu tìm hiểu. Sau đó họ kết hôn vào thời điểm mà đạo diễn Đỗ Thanh Hải bắt đầu thực hiện những bộ phim truyền hình đình đám như Xin Hãy Tin Em, Qua Đề Danh, Phía Trước Là Bầu Trời. Còn nghệ sĩ ưu tú Châu Anh cũng đã nổi tiếng khi làm MC cho các chương trình của VTV. Về vợ đạo diễn Đỗ Thanh Hải, nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh cũng rất cân xứng với chồng về tài lẫn sắc. Chị từng tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy Học viện Âm nhạc Việt Nam. Từ năm 1997 tới nay, chị là giảng viên khoa lý luận sáng tác chỉ huy, hiện đang là tổ trưởng tổ chỉ huy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhắc đến chị thì khán giả sẽ nghĩ tới một nữ nhạc trưởng, một nhà giáo tài năng. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Châu Anh còn được mệnh danh là người phụ nữ không tuổi. Dù đã ở tuổi xấp xỉ 50, chị vẫn vô cùng trẻ trung và xinh đẹp. Cùng làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật nên Đặng Châu Anh và đạo diễn Đỗ Thanh Hải có được sự cảm thông với nhau. Cả hai hiểu được tính chất công việc của nhau, đặc biệt với nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh cũng là một người say mê với công việc. Vì thế nên gia đình chị luôn phải thu xếp hợp lý để không đánh mất sự kết nối dành cho nhau. Ví dụ như khi chồng đạo diễn đi công tác dài ngày, Châu Anh sẽ thu xếp thời gian để cùng con vào chơi với chồng vài hôm. Tối hôm nào được về sớm, cả gia đình sẽ dắt nhau đi dạo phố.
Còn nếu con ngủ sớm thì hai vợ chồng sẽ trốn đi uống cà phê. Điều đặc biệt, hai vợ chồng Đỗ Thanh Hải cũng có một giao kèo ngầm về việc không nhắc đến gia đình trên truyền thông. Họ muốn giữ một khoảng riêng tư nhất định cho tổ ấm của mình để không vướng phải những thị phi không đáng có. Hiếm hoi lắm, nghệ sĩ ưu tú Đặng Châu Anh mới tiết lộ về chồng, nhưng chị hoàn toàn kiệm lời chia sẻ với báo chí. Vợ đạo diễn nổi tiếng cho biết, anh là một người chồng, người cha có trách nhiệm với gia đình. Dù chồng làm đạo diễn, nhưng nghệ sĩ Đặng Châu Anh cũng biết mình là ai, chuyên môn gì, chị tâm sự. Nếu chồng có mời đóng phim, chị cũng từ chối khéo léo vì không muốn ôm đồm quá nhiều vai trò. Trong cách nuôi dạy con cũng vậy, chị nhận bản thân là người chiều con, nhưng đạo diễn Đỗ Thanh Hải là cực kỳ nghiêm khắc. Tuy nhiên thì cuối cùng, cả hai đều có một điểm chung là hướng con đến những điều tự nhiên. Họ mong các con vui vẻ, hạnh phúc theo những điều như thế. Một số bộ phim mà Đỗ Thanh Hải đã thực hiện. Năm 1997, Xin Hãy Tin Em. Năm 1998, Của Để Dành. Năm 2001, Phía Trước Là Bầu Trời. Năm 2006, Nhà Có Ba Chị Em Gái. Năm 2013, Chạm Tay Và Nỗi Nhớ. Năm 2017, Đi Qua Mùa Hạ. Năm 2020, Mùa Xuân Ở Lại. Về giải thưởng, giải đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2006, giải Cánh Diều Vàng phim truyện video xuất sắc nhất năm 2006, giải Cánh Diều Bạc phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất năm 2001, hai huy chương vàng phim truyền hình liên hoan truyền hình năm 2000 và năm 2006. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.